Chào các bạn, hôm nay mình xin review bộ phim hài đỉnh cao Thần Bài phần 3 của Châu Tinh Trì. Tại một ngôi trường hiện đang nuôi dưỡng những người có công năng đặc dị, Độc Nhãn Long ở tập trước bây giờ đã là giáo viên huấn luyện dị nhân. Đột nhiên có một người tự xưng là Ngụy Công Công thời nhà Minh xông vào, buộc dị nhân phải dùng cánh tay kích điện cho ngất. Độc Nhãn Long cay cú vì bị Châu Tinh Trì đánh bại ở tập trước nên mới mời nhiều cao thủ dị năng này về để hợp lực trả thù. Phía Châu Tinh Trì lúc này đang ngồi dặn ỉa thì chú Đạt xông vào, à nhầm, anh ấy đang vặn cái lọ ô mai thôi. Sau phần trước thì giờ anh đã rất chi là nổi tiếng với danh hiệu Thánh Bài. Phóng viên đến nhà đông như ruồi bâu rái ngựa, chú Đạt vì thế cũng trở thành một bầu sô nổi tiếng, nhưng kết cục vẫn chỉ là ăn mì tôm mà thôi. Thỉnh thoảng chú Đạt mang tấm ảnh cũ ra chỉ cho anh chị ảnh ông nội và bà nội để nhớ về tổ tiên. Còn hàng ngày Châu Tinh Trì thường đọc sách về thần bài người Pháp, cuốn sách nói rằng thần bài này chỉ có thua duy nhất một lần bởi một người bí ẩn tên con mẹ già Gia Bú. Trong lúc hai chú cháu đang nướng thức ăn chơi thì đám người của Độc Nhãn Long cầm súng tiến tới, nhưng cả hai bị thôi miên thì nhìn thấy năm cô gái căng mọng. Cả hai lao lên như mèo thấy mỡ mà không biết rằng mình sắp chết. Đúng lúc nguy cấp thì anh Sơn tới bắn tụi kia cứu lấy hai kẻ dâm dê này. Hai chú cháu cũng tranh thủ chạy vào nhà, một tên bám theo có khả năng điều khiển kim loại. Năng lực của anh tinh khỏe hơn, phóng cho tên đó một quả thông mông lên tới dạ dày. Đang ngon thì bị kẻ khác cho giật điện, chú Đạt mau chóng lấy túi ra chụp đầu hắn. Anh tinh đấm thông qua người chú Đạt khiến tên kia bị bắn đi. Một kẻ khác dùng năng lực đốt cháy anh tinh khiến anh chạy cong bít, trong khi một kẻ khác lại gây ảo giác hồ nước để anh tinh nhảy xuống. Anh tinh cũng phản công lại gây cho hắn ảo giác. Kẻ thứ tư phóng ra plasma, anh tinh lấy gương cho phản lại khiến hắn tự bóp mà chết. Giờ chỉ còn Độc Nhãn Long mặt đối mặt, hắn bắt đầu vận công đấu anh tinh. Bốn kẻ khác cũng chạy tới hợp lực phát công năng, chúng hợp lực hết sức mong Châu Tinh Trì tan thành trăm mảnh. Chú Đạt đi tới gần cũng bị hút vào, cả sáu người phát công quá mạnh khiến không gian và thời gian bị bẻ cong tại chỗ. Thế là bảy người đều biến mất, cả nhóm bị trôi ngược thời gian không biết đi đâu. Anh tinh rơi xuống một hồ sen, chiếc điện thoại của chú Đạt cũng bị rơi theo. Lúc này anh Sơn cũng gọi đến từ đồn cảnh sát, nếu ổn rồi thì bắt taxi về đi nhá. Anh tinh nhìn thấy một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, anh hỏi đường bắt taxi nhưng cô gái lập tức chạy đi mất. Đi một đoạn thì thấy chú Đạt đang treo cổ trên cây, anh lập tức cứu chú xuống, nhưng đây không phải chú Đạt mà đó chính là ông nội của Châu Tinh Trì hồi trẻ. Vậy là anh tinh đã đi ngược về quá khứ thời của Hứa Văn Cường và Đinh Văn Lực. Chạy ra phố phường, anh thấy băng đảng Búa Rìu mặc áo đen đang chém giết băng áo đỏ, anh tinh mặc áo đỏ cũng bị chúng vây đến chém phải bỏ chạy. Lấy hết sức anh đấm một thằng nhưng nó chẳng làm sao cả mới lạ, thôi lại chạy tiếp. Một kẻ áo đỏ ngay trước mặt bị chém thành trăm mảnh. Ông nội đành giả vờ đánh Châu Tinh Trì để qua mặt tụi kia, nhưng một kẻ bắt phải đọc ám hiệu, thôi chạy đi thay quần áo cho lành. Nhưng vừa thay xong được bộ áo đen chạy ra đến ngoài thì lại thấy toàn anh em mặc áo đỏ vừa đến, thế là hai người ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Anh chạy lên nóc nhà bắt cua các kiểu trên tường, xuống mặt đất anh phát hiện ra nếu đấm xuyên qua càng nhiều người thì lực càng mạnh, quả thực đúng là như vậy mà. Thằng béo phát hiện ra nên kêu mọi người mau tản giái, một mình hắn xông vào khóa cổ Châu Tinh Trì, anh tinh tự đấm thông qua người mình khiến hắn bật lại. Đám đàn em lao đến hỏi thăm, vô tình tạo thành một hàng dài, đúng là cơ hội nghìn năm có một. Vừa hai lúc có vài người vác súng máy xả đạn chết hết cả đám áo đỏ. Đó chính là Đinh Lực, ông trùm xã hội đen khét tiếng Trọng Nghĩa Khí. Vì vô tình đánh chết kẻ béo lúc nãy nên Đinh Lực tới cảm ơn vì đã trả thù cho Hứa Văn Cường. Hắn là Lôi Lão Hổ, hôm qua hắn đã giết anh Cường. Hai người theo Đinh Lực về dinh thự riêng của ông. Tinh Trì nói về tương lai năm 1991 thì tất nhiên là Đinh Lực không tin rồi. Cậu đã giúp tôi nên tôi cho cậu ba nguyện vọng. Ông nội của Châu Tinh Trì cứ lải nhải làm cho Châu Tinh Trì bực mình, làm ơn ai ném ông ấy đi hộ tôi cái. Thế là người của Đinh Lực lập tức làm theo, đây là nguyện vọng thứ nhất của cậu. Thôi tôi cầu xin ông hãy thả ông ấy ra đi có được không hả? Ok. Đây chính là nguyện ước thứ hai, đúng là đồ ngu vừa lãng phí hai điều ước rồi đấy. Ông nội nói hãy cho tôi nhiều tiền và bốn chiếc xe hơi, ây ra tiền bạc đâu có giúp ích gì chứ. Tôi chỉ đơn giản là muốn có ba nguyện vọng nữa thôi, tham vọng tạo nên sức mạnh, tôi bắt đầu thích những người như cậu rồi đó. Ngày mai đến dự đám tang tôi làm cho anh Hứa Văn Cường. Đang lúc mặc niệm người quá cố thì anh tinh lại mắc tiểu, chú Đạt đưa cho cái nịt rồi kêu hãy thắt nó vào là được. Lúc sau thị trưởng thành phố cũng đến, bên cạnh chính là cô gái hôm trước. Cô này thực ra là chị gái sinh đôi của cô hôm trước mà anh tinh đã gặp. Anh tinh nhận nhầm nên thành ra bị quá lố. Tiếp theo đại ca áo trắng cũng đến, Hoàng Kim Quý là anh em kết nghĩa của Lôi Lão Hổ mà cậu đánh chết hôm qua đó. Tên này gạ kèo Đinh Lực phản quốc theo quân Nhật, nhưng Lực thà chết chứ không chịu làm hán gian đâu. Áo trắng lập tức bỏ đi rồi phái đàn em nổ súng bắn chết hết. Quân địch bao vây từ phía bắn loạn xạ khiến quân ta thương vong vô số kể. Anh tinh vội lao đến ôm gái nằm xuống né đạn, cận vệ của Đinh Lực mới bị bắn chết, còn anh Lực cũng bị dồn vào đường cùng. Châu Tinh Trì lập tức vận công không cho ai nhìn thấy Đinh Lực khiến cả đám đứng xung quanh mà không ai thấy cả. Đinh Lực chớp thời cơ đục nước béo cò bắn chết hết tụi kia. Do vận công quá mạnh nên Châu Tinh Trì cũng ngất lịm. Khi tỉnh lại thì Châu Tinh Trì lập tức hỏi thăm cô gái đó là Như Tiên, người yêu của Đinh Lực mà.
Nhưng yêu đương cạnh tranh công bằng đâu có sao chứ, biết Như Tiên hay đến nhà thờ xưng tội, Châu Tinh Trì liền vào xử lý cha xứ, rồi thay thế linh mục kia để nghe Như Tiên kể tội lỗi của mình. Thưa cha con đến để xưng thú tội lỗi, y chà việc đó đâu có làm sao chứ. Người đàn ông của cuộc đời con đã xuất hiện rồi kìa, con đã gặp anh ấy chưa vậy, đó chính là người đã cứu sống con ấy. Dạ thưa cha, nhưng chàng trai đó rất ngốc ạ, đang ngon lành thì ông nội đứng bên ngoài lại kể ra câu chuyện với người của Như Tiên, kết quả là bị cô vạch mặt, đúng là kẻ biến thái lươn lẹo. Hôm sau Đinh Lực khai trương thêm một sòng bạc mới, thị trưởng cùng con gái là Như Tiên cũng đến, thằng tiểu nhân Hoàng Kim Quý cũng góp mặt cho thêm phần ức chế. Đi theo cùng hắn là Tiểu Ngư đến từ Nhật Bổn, cô ta mang tới hai hòm vàng để đánh với nhà cái của anh Tinh, Độc Nhãn Long cũng theo bà ta để phá đám sòng bài. Tất nhiên nhờ có Độc Nhãn Long nên đánh tới đâu chúng phóc tới đó, ngươi cứ đánh thế này chả mấy chốc Định Lực sẽ phá sản mất. Trong khi đó anh Tinh thì vẫn đang thất tình chả muốn dậy, phía này anh Lực vẫn tiếp tục thua. Cận vệ nói hãy cho nghỉ kèo, chúng ta sẽ rất mất mặt, anh Lực kêu mau đánh thức anh Tinh dậy. Cô gái liền cho anh uống rocket 1 giờ. Chưa đầy 3 giây anh Tinh đã ngóc cần đứng dậy, nhưng vừa nhìn thấy Độc Nhãn Long thôi lại ngất luôn cho lành. Ông nội chỉ có cách mời Như Tiên đến kích thích, chú Đạt làm quả này thật khiến anh không thể ngờ tới. Giờ đây chỉ một lần đặt cược nữa là sòng bạc sẽ phá sản, may là Tinh Trì lúc này đã trở lại rồi. Anh Tinh lập tức nhảy sang để cầm cái, quay tay sóc lọ các kiểu, tung cái ấy lên trời rồi còn thừa thời gian uống rượu hút thuốc. Đến khi đặt xuống mới bí hiểm làm sao, không biết còn bị che đi là số mấy nữa, nếu nhất thì là tiểu còn lục thì là đại. Tinh Trì nói đây là tiểu đó đặt tiểu đi, Độc Nhãn Long cũng bó tay nên kêu chắc là đại. Chúng mày thua rồi nha, tao bảo sẵn là tiểu rồi còn đi đặt ngược lại. Thua hết tiền nên Tiểu Ngư kêu 10 ngày nữa sẽ đánh lại một ván sống chết, nếu ai thua thì phải rời bến Thượng Hải mãi mãi. Anh Tinh cứu được sòng bài nên mọi người tung hô tán thưởng hết sức. Nhân tiện đây Đinh Lực ta cũng xin thông báo, tháng sau tôi và Như Tiên sẽ đính hôn, anh Tinh nhà mình từ đây chết đứng. Cả ngày chỉ giữ nguyên một tư thế mỉm cười, không ăn không ngủ không ỉa đái gì. Cậu ấy mà không hồi phục kịp thời thì chúng ta cũng hết đường sống. Ông nội cũng kể hết sự tình với bà nội tương lai. Bà nội liền tới tìm gặp Như Mộng, cô là em gái sinh đôi của Như Tiên, nhưng cô bị chậm phát triển trí óc chỉ như đứa trẻ lên năm. Dẫn Như Mộng tới gặp anh Tinh, cô gái này cũng thích anh Tinh từ lâu rồi. Cô bẹo mũi một cái khiến anh Tinh như bừng tỉnh, cả bầu trời ngập tràn ánh nắng ban mai. Cũng nhờ vậy mà chú Đạt cũng hẹn hò được với bà nội của anh Tinh Trì. Chỉ khổ anh Tinh chơi với cô bé trí óc 5 tuổi mà không biết, cả ngày chỉ cười chứ không nói gì cả. Nhưng dù sao thì có còn hơn không. Anh Tinh về nhà lòng hớn hở mà không biết rằng mình vừa đi chơi với cô em ngốc nghếch nên cứ nháy mắt các kiểu với cô chị Như Tiên. May có ông nội kéo đi chỗ khác. Đúng lúc này ở tương lai cũng gọi lại cho Châu Tinh Trì. Anh mới kể chuyện mình đang mắc kẹt tại Thượng Hải năm 1937, giờ cần tìm nhiều người có công năng đặc dị mong rằng có thể đưa anh ấy trở lại. Như Tiên lúc sau cũng đến thăm Như Mộng, cô cũng nhận ra Như Mộng đã thầm yêu Châu Tinh Trì, nhưng khi ra ngoài cô nghe lỏm được bố mình đang bàn kế hoạch với Tiểu Ngư để giết Đinh Lực. Họ sẽ giết Đinh Lực khi đang tổ chức đính hôn. Như Tiên lập tức gọi điện báo cho anh Lực, nhưng Đinh Lực vừa nhấc máy chưa kịp nói thì đã bị Hoàng Kim Quý phát hiện. Cô chửi hắn là tên phản quốc, tên này điên tiết đánh cô bay xuống cửa sổ chết tươi. Thị trưởng nhìn thấy con gái mình chết thì đau lòng lắm, nhưng bà kia độc ác quá, bắt cô em Như Mộng giả Như Tiên để cưới Đinh Lực theo đúng kế hoạch. Anh Lực hôm sau tới thăm nhưng thấy Như Tiên sao khác quá, cứ ôm chầm lấy anh Tinh khiến Đinh Lực đau lòng mà bỏ đi, bởi cả anh Lực cũng không biết đó là cô em Như Mộng. Ông thị trưởng lừa Châu Tinh Trì tới câu lạc bộ gặp Đinh Lực nói chuyện, anh Tinh mắc bẫy hắn đến để gặp anh Lực nhưng chả có ai cả. Mấy hôm trước Hứa Văn Cường bước ra khỏi đây cũng bị bắn chết đó, hai người úp cái bàn ra đến cửa thằng mà cha nào đốt pháo làm hai ông cháu tưởng là bị bắn, hết cả cái hồn con trồn. Lúc này anh Tinh mới biết thị trưởng đã theo phe của Hoàng Kim Quý bán nước cầu Vinh. Nhưng bất ngờ hắn rút súng bắn chết ông thị trưởng, lại có một kẻ khác xông đến đánh ngất anh Tinh. Hai người bị bắt về căn cứ của Nhật Bổn, Tiểu Ngư muốn Châu Tinh Trì phải giết Đinh Lực để đổi lấy mạng của ông Đạt. Chúng cho người tra tấn kéo dài cơ thể ông Đạt để ép anh Tinh, chúng mày cứ tra tấn ông ấy đi ta không sợ đâu, nhưng khi nhìn thấy bạn gái bị giải đến thì làm sao mà cứng được chứ. Lúc này anh cũng biết người kia là Như Mộng còn Như Tiên đã chết rồi. Chúng thả hai ông cháu về để làm nhiệm vụ. Anh Tinh cũng kể hết mọi chuyện cho Đinh Lực nghe để chú Đạt tranh thủ ám sát, nhưng cái quần khốn nạn bị mắc lại không giết được, đành tụt quần xuống thôi. Ông nội ném con dao thì đúng lúc anh Lực cúi xuống buộc dây giày, may là Tinh Trì có trái sầu riêng để mà đỡ đạn. Phương án thứ ba là bỏ độc vào sữa đã sẵn sàng. Đinh Lực hỏi cậu thích Như Tiên thật ư, sao anh lại hỏi vậy? Với tôi bạn bè quan trọng hơn phụ nữ, nhất là bây giờ an nguy của Thượng Hải phụ thuộc vào cậu nên tôi sẽ rút lui và chúc cậu hạnh phúc. Tinh Trì nghe thấy thì cảm động hết sức. Một người tốt và có nghĩa khí như vậy làm sao có thể giết cơ chứ? Rồi bất ngờ ngăn anh Lực đưa cốc sữa lên uống, anh Tinh thấy hổ thẹn liền giật lấy uống hết luôn. Cơ thể bắt đầu bốc khói ngất xuống, anh Tinh phải vận công để đẩy chất độc ra, nhưng chú Đạt lại ném thêm con rắn hổ mang vào theo kế hoạch. Anh Tinh lại phải xử lý nốt, đánh giấm ngập ngừng một hồi rồi anh lấy nó thắt luôn cà vạt.
Lúc này anh Lực cũng phát hiện ra ý định của ông nội và anh Tinh rồi. Châu Tinh Trì bắt đầu kể hết mọi sự việc, rằng Như Tiên đã bị chúng đánh chết và hai người kia đang bị giam giữ đó. Chúng bắt tôi giết anh nhưng tôi không làm được. Nếu giết tôi có thể cứu được thì anh hãy cầm lấy khẩu súng này giết tôi đi. Sau đó tôi mong cậu giết Hoàng Kim Quý và con mụ kia trả thù cho tôi. Anh Tinh nói hãy lấy gì đó của anh Lực rồi giả làm cái chết là lừa được tụi kia thôi. Làm một vụ nổ rồi giờ chỉ còn mỗi cái răng, nhưng Hoàng Kim Quý nói đó chỉ là lừa đảo đa cấp, kết quả lại bị giam vào ngục tiếp. Bất ngờ chú Đạt cũng đến, hóa ra chú cũng đã theo quân Nhật, chú bị chúng bắt nên mới tạm thời giả vờ như vậy. Chú lấy điện thoại của Tinh gọi điện báo về sở cảnh sát, phía cảnh sát cũng nói đã tìm được nhóm người có siêu năng lực rồi. Đang nói thì lại có kẻ đá bay mất, anh Tinh thôi miên một kẻ khiến hắn lấy chìa khóa mở cửa cho anh. Bốn người chạy được xuống dưới thì gặp lại tướng quân người Nhật. Cả hai khởi động để bắt đầu trận nội chiến đỉnh cao nhưng Chuồn vẫn là thượng sách, tiếc là không chạy được lâu thì bị ăn hành sấp mặt. Hắn đuổi đánh từ nhà trên xuống nhà dưới, anh Tinh thôi miên cho hắn tự lấy chân đá mình nhưng hắn nhanh chóng thoát được quay lại khóa cổ từ phía sau. Anh phải gọi điện về, cảnh sát hướng dẫn cho anh dùng hai ngón tay chọc vào mắt hắn, đến đoạn thực hành thì nó lại lệch sang một tí xuống lỗ mũi. Vừa thoát ra được thì lại bị khóa đè xuống từ sau lưng, chiêu này khó nên cảnh sát trưởng phải gọi tất cả đến học bàn tìm cách hóa giải. Phương án cuối cùng là túm lấy hai hòn bi của nó mà giật, úi chà to ghê gớm, lúc sau lại bị khóa bởi chiêu càn khôn phong tỏa. Cảnh sát họp bàn đưa ra phương án đó là dùng điện thoại để đập hắn nhưng đập xong bể miệng nó mất rồi. Lúc này Như Mộng vô tình chạy đến ngăn cản liền bị thằng kia đá bay đi, điều này khiến anh Tinh tức giận kẹp cổ cho tắt thở. Bốn người nhanh chóng trở về để kịp cuộc đại chiến cờ bạc nhưng phía này lính Nhật đã bao vây tất cả. Ở sòng bạc thì mọi người vẫn đang phải chờ đợi, nếu 15 phút nữa mà người chơi không đến thì sẽ phải nhận thua. Đúng lúc này cánh cổng thời gian mở ra, quân ta dùng súng máy hiện đại bắn chết lính Nhật, lại còn chơi bẩn mặc áo chống đạn nữa thì đỡ thế méo nào cho nổi. Phút mốt cũng hạ hết quân địch, anh Sơn báo với Tinh rằng 45 phút nữa họ sẽ phát công lại thì khi đó anh Tinh sẽ phải rời đi. Châu Tinh Trì nói vậy vẫn đủ để tôi quay về hỗ trợ anh Đinh Lực. Nói chung là do thấy Như Mộng ngon và ngọt, bắt đầu thôi anh em nhỉ. Tiểu Ngư đã mời đệ nhất thần bài nước Pháp Kutata xoa đến, năng lực của hắn ta còn lớn hơn Độc Nhãn Long gấp bội, thật là vãi cả đái. Cách kiểm tra bài của Kutata xoa cũng ghê văn gớm. Tất nhiên anh chỉ đâu thể thua kém được chứ. Bài chỉ có át bích hai cơ nhưng anh Tinh vẫn ổn in tất tay, bài của người Pháp cũng vậy chơi khô máu luôn. Bốn quân tiếp theo hai người giống hệt nhau, giờ cứ cho vào tay mà trà, ai lên quân bài cao hơn sẽ thắng. Trà kiểu gì lại ra thằng vớ vẩn, ông Pháp ra được con 8 nhưng anh Tinh nhà ta toàn hình lạ không dùng được. Ông Pháp lúc sau cũng lên tới được con gì, hai người dùng công lực hết sức mà trà, khi đạt tới cực hạn thì cả hai đều biến thành quân bài trắng, năng lực cũng vì thế mà mất hết. Hai người đồng ý ván này hủy đổi sang ván mới. Bây giờ tôi và hắn đã mất hết sức mạnh rồi, nên giờ chỉ xem ai may mắn hơn thôi. Anh Tinh chưa xem bài nhưng vẫn tố hết, đến khi xem bài thì mới thấy nó thốn làm sao. Lúc sau chia thêm tự dưng bài lại ổn nên anh Tên muốn cược thêm cái đầu của thằng Quý. Hắn đã giết Như Tiên nên tôi muốn cược cái đầu tôi đổi lấy cái đầu hắn. Tên này sợ vãi đái nhưng Tiểu Ngư mới là người quyết định. Bài của người Pháp cao nhất cũng chỉ là thùng nên bài cù lũ của anh Tinh sẽ thắng. Anh chửi con đĩ Nhật bổn kia một thôi một hồi cho sướng miệng, nhưng không ngờ rằng con mụ kia lại ra lệnh cho Độc Nhãn Long đổi quân bài. Thôi bỏ con mịa rồi, bài đã bị hắn đổi. Bài của người Pháp thì vẫn là thùng nên chắc thắng. Châu Tinh chỉ chợt nhớ đến trong cuốn sách đầu phim có nói thần bài người Pháp có thua một người bí ẩn. Chẳng lẽ người đó là mình sao? Sách mách thì chắc là không thể nào sai rồi. Nếu không lật bài thì chắc là anh chấp nhận thua đó. Ok được thôi, anh cầu trời rồi đập quân bài xuống. Nó vẫn vậy, bên kia nghĩ là thắng rồi nhưng khi lật bài ra mới bất ngờ làm sao. Hóa ra Độc Nhãn Long đã bí mật đổi lại quân bài của người khác, bởi vì ta không chịu nổi cái mùi khắm lọ của mày nữa, bảo mua nước hoa tinh dầu Dubai để dùng thì không. Số điện thoại Zalo để sẵn đấy rồi. Hoàng Kim Quý lúc này vội vàng khống chế Như Mộng nhưng đó là cận vệ của Đinh Lực đóng giả thôi, Đinh Lực cũng một súng bắn chết hắn. Bây giờ tôi phải về thế giới đương đại chào tạm biệt anh Đinh Lực nhé. Anh thực sự đẹp hơn diễn viên trong phim sau này nhiều đó. Đúng lúc này cánh cổng thời gian mở ra, anh định đưa Như Mộng đi cùng. Hàng ngon như thế này để lại thập niên 37 hơi tiếc. Độc Nhãn Long hét lớn nếu đi cùng đến tương lai thì cô ấy chết ra đấy. Anh Tinh đành phải ném cô lại. Những gì không thuộc về mình thì nó sẽ mãi của người khác mà thôi. Trở về tương lai anh cực kỳ buồn bã vì nhớ thương Như Mộng nhưng bất ngờ người con gái năm xưa xuất hiện thật chả còn biết nói gì nữa, cứ phải gọi nứng nừng nừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt.